Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2022. Thủy xin gửi đến quý vị tin cập nhật từ cuộc nói chuyện của ông đại diện Thomas Massey với lý do là tại sao ông bỏ phiếu chống lại ủng hộ Ukraine. Ông nói như sau: tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự quyết của người Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến tôi không bỏ phiếu cho nghị quyết dài 7 trang thông qua Hạ viện ngày hôm nay. Nếu bạn giống tôi thì các sự kiện toàn cầu kéo dài vài tuần qua có phần xung đột. Một mặt, chứng kiến cảnh Nga xâm lược Ukraine khiến lương tâm của mọi người chấn động. Không khó để tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là mối nguy hiểm đối với trật tự của toàn cầu. Một mặt, chúng ta thấy những sinh vật đầm lầy đang gấp rút quảng bá câu chuyện về Stand with Ukraine nhanh như thế nào. Họ đang thúc đẩy Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây của họ ở châu Âu gửi vũ khí, viện trợ và thậm chí có thể là nhân viên để hỗ trợ một quốc gia mà chúng ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ khi đất nước chúng ta chắc chắn không sắp rơi vào khủng hoảng cấp bách. Đơn giản là bạn không cần phải ủng hộ ông Putin, cũng như không ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của ông ta để cảnh giác một chút về bất kỳ hành động nào mà Hoa Kỳ có thể thực hiện để đối phó với cuộc xung đột khủng khiếp được thừa nhận này. Ông giải thích thêm, nghị quyết bao gồm một cuộc kết thúc đưa ra để hỗ trợ bổ sung và ngay lập tức hỗ trợ an ninh phòng thủ. Ông tiếp tục rằng, thuật ngữ này rộng đến mức nó có thể bao gồm tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ tới, cũng như là đồng nghiệp của tôi yêu cầu việc thực thi vùng cấm bay của Hoa Kỳ. Thật vậy, trong khi dự luật tuyên bố rằng Hạ viện ủng hộ dứt khoát chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không bao giờ công nhận hoặc ủng hộ bất kỳ một lãnh đạo hoặc chính phủ do Nga kiểm soát bất hợp pháp được cài đặt thông qua sử dụng bạo lực. Nó cũng kêu gọi Mỹ để cung cấp hỗ trợ an ninh phòng thủ bổ sung và ngay lập tức để giúp Ukraine giải quyết các mối đe dọa về thiết giáp trên không và các mối đe dọa khác mà Ukraine hiện đang phải đối mặt từ các lực lượng của Nga. Cô lập Nga ư? Tôi không nghĩ mọi người hiểu điều này có nghĩa là gì. Nếu Putin ngừng cung cấp dầu và khí đốt cho Đức trong vài giờ, nước Đức sẽ chìm trong bóng tối. Tôi tin là như vậy. Nó giống như có sự bất cân xứng nào đó ở đây. Tất nhiên Nga sẽ bị thiệt hại và những ai đó đang phản đối Putin cũng bị thiệt hại và dân Mỹ cũng bị thiệt hại nếu điều đó thực sự xảy ra. Nếu các lệnh trừng phạt thực sự xảy ra trái ngược với các lệnh trừng phạt hiện tại thì đó chỉ là một trò đùa. Ví dụ như là chúng ta đang nhập khẩu hơn 1 tỷ đô la phân bón từ Nga. Với phân bón, nông dân trồng trọt hoa màu tốt tươi mà các bạn cho là giá của thực phẩm bây giờ cao. Tưởng tượng nếu chúng ta không nhập cản hàng tỷ đô la phân bón từ Nga nữa, dân không có phân bón thì giá thực phẩm sẽ cao như thế nào? Đó là vấn đề của tôi với cách giải quyết này. Ông nói rằng giải pháp này giống như là một miếng bubblegum được cuộn qua lông mèo, nó sẽ dính những gì nó có thể dính. Ông đại diện Thomas Massey phản đối việc ủng hộ Ukraine được tham gia bởi đại diện Paul Goza của Arizona và Matt Rosendale của Montana. Kính thưa quý vị, bản lược trình trích đoạn từ bài nói chuyện của ông đại diện Thomas Massey đến đây xin kết thúc. Hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.